Rồi, xin chào anh em buổi sáng nha. Bây giờ em sẽ quay tiếp một con máy về ngày 5 tháng 10 2022 ha. Đây cái mạnh đây này ha. Rồi đang em quay tổng quan máy ở đây ha. Gấp không đồ này nọ là đầy đủ nha. Giờ kim đây. Rồi. Được rồi. Đây, con hàm ở đây ha. Ok luôn, mới vừa rửa luôn. Con này số khung là 6589 nha nè, 6589. Giờ chưa gấp thì chưa gấp vô, để chút nữa gấp. Địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53 huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long á. Người ta có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800 m ha. Ở phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.